Chúng ta ở nơi đó xây một trung tâm đa nguyên văn hóa Xây một trung tâm hoạt động lớn Làm giống như một cái giảng đường vậy Trong đó có phòng điện ảnh mô hình nhỏ Tôi nói một phòng điện ảnh đủ hay không? Chỉ ít có ba cái đến bốn cái phòng điện ảnh mô hình nhỏ này Phát chiếu cái gì vậy? Giáo nghĩa của mọi tôn giáo những giáo nghĩa này từ đâu mà có không cần lo tôi nói chủ nhật của mỗi tuần mỗi mỗi tôn giáo đến đây giảng kinh chúng ta đem băng ghi hình ở đây cung cấp cho họ tương lai ở trên núi này của anh họ tin theo tôn giáo nào chúng ta đem băng ghi hình của tôn giáo đó tặng cho họ để cho họ nghe để cho họ xem phải có một cái tâm rất thanh tịnh tôi nói cái đạo tràng này của anh tương lai liền biến thành tịnh độ đệ nhất thế giới đạo tràng tịnh độ Trên núi có rất nhiều đường đi Mở đường đi Mở đường đến 16 số Rất nhiều cầu Đều chưa đặt tên cho nó Muốn tôi đặt tên cho nó Tôi nghĩ Đến năm rồi Chúng ta kỳ nguyện Năm thiên hỷ Khi kỳ nguyện hòa bình Chúng ta hội tập 26 loại chữ Hòa bình với ngôn ngữ khác nhau Thầy đều đưa cho ông ấy 26 chữ này anh đem đặt cho tên cầu và tên đường thấy đều là hòa bình trên núi này của anh là hòa bình sẽ không có đấu tranh núi đại khái còn có cái tên tôi cũng tặng một cái tên cho nó là thanh lương sơn núi thanh lương lộ hòa bình cầu hòa bình rất có ý nghĩa cho nên tôi nghĩ, tôi ngày mai, hôm nay không gặp Hội trưởng Lý, ngày mai tôi sẽ nói với ông ấy, chúng ta ở nơi đây không cần xây thông di đà, thông di đà dọn qua bên đó. Ở đây máy bay, bay một giờ là qua đến bên đó rồi. Chúng ta ở nơi đây chuyên môn dạy học, bồi dưỡng nhân tài hoàng pháp, thông di đà dọn qua bên đó. Nếu khi mọi người tán tán đại khái sẽ không có vấn đề gì rồi cho nên hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn đối với sinh hoạt của chúng ta. Ở trên đối đó đích thực sẽ làm cho người trường thọ, sẽ trường sinh. Bởi vì bạn không có phiền não, không có lo buồn. Bạn tiếp xúc được là núi xanh, mây trắng. Không xem thấy chút nào ô nhiễm cho nên nhất định phải chọn lấy hoàn cảnh tốt để sinh hoạt học tập đây là lời đính kèm phật thân tướng của phật ở trên kinh phật thường nói từ trăm ngàn ức phước đức sanh ra cho nên phải biết thân thể của chúng ta tướng mạo của chúng ta là thuộc về quả báo trồng nhân thiện nhất định được quả thiện kết quả thiện thứ nhất chính là thân thể chư phật bồ tát thể chất tướng hảo của các ngài là vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp tu được quả báo thiện nghiệp phước đức nếu chúng ta muốn cải thiện thể chất của chúng ta cải thiện tướng mạo của chúng ta tuyệt đối không phải các nhà khoa học ngày nay đã nói đem nhân cơ bản của loài người đã phát hiện ra rồi liệu có thể cải biến làm gì có cái đạo lý này việc này không phải là thật Không tin tưởng thì thử xem Tương lai khoa học gia Có phải đem tướng mạo của mỗi một người Để biến thành giống như nhau Đây là việc không thể nào Thọ mạng dạy ngắn Tế ngộ của một đời Giàu sang, bần tiện Thấy đều là do nghiệp báo Trong kinh Phật dạy bảo chúng ta cải thiện hoàn cảnh đời sống của chúng ta trước tiên về chúng ta cải đổi cái tâm đoạn ác tu thiện trong thập thiên nghiệp đạo kinh phật khai thị rất là quan trọng là dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp tâm của bạn liền thiện ngày đêm không thể gián đoạn bạn buổi tối đi ngủ còn nằm thấy ác mộng tâm của bạn không thiện tâm của bạn nếu lương thiện làm gì có ác mộng từ buổi tối đi ngủ nằm mộng chúng ta chính mình phải giác ngộ nếu như ác mộng nhiều phải đoạn ác tu thiện bạn từ chỗ này mà bắt tay vào chăm chỉ nỗ lực mà làm tôi nghĩ ngay trong một hai năm cái hiệu quả này liền hiện tiền ác mộng dần dần ít đi ít đến sau cùng tuy là có nằm mộng tuyệt đối sẽ không có ác mộng tâm thiện nếu như không thể đoạn ác tu thiện ác mộng của bạn chắc chắn không thể đoạn được rất là rõ ràng việc thứ hai phật dạy chúng ta tư duy thiện pháp đây là nói rõ bạn khởi tâm động niệm bạn phải nên nghĩ thiện không nên nghĩ ác Đây là căn bản tu học của chúng ta Xem tất cả thiện của người Không nên xem tất cả ác của người Xem tất cả ác của người Làm hỏng mất đi tâm thiện của mình Bạn nói xem cái tổn hại này Của bạn bao lớn